Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Nam em liệt kê năm điều mệt mỏi, tuyên bố nhường sân sau 8 năm cống hiến nghệ thuật. Dòng chia sẻ của Nam em đang thu hút sự quan tâm của công chúng. Tối ngày 13 tháng 12, Nam em bất ngờ đăng tải bài viết dài tiết lộ tâm trạng hiện tại và muốn giải nghệ sau 8 năm cống hiến nghệ thuật. Cô viết, Thật sự tôi không muốn lên tiếng vào thời điểm này, nhưng đây cũng là sự ức chế của tôi, nếu tôi không nói ra thì tôi đang đối xử tệ với cuộc sống của tôi rồi. Thứ nhất, tôi gặp vấn đề về trí nhớ, điều này làm cản trở cuộc sống của tôi và tôi thật sự rất là mệt mỏi với vấn đề này. Thứ hai, cơ địa tôi rất dễ trung gió đó là lý do tại sao tôi luôn sử dụng dầu gió nhiều khi đang hát tôi rất khó khăn trong việc di chuyển và ngồi đây cũng là vấn đề tôi khá mệt mỏi với nó mà mỗi lần bị dính gió thì ai bị sẽ biết nhiều khi nói chuyện và hát sẽ khó đúng lời và mất tập trung như khi tôi cố quá có đôi khi nói sẵn trên sân khấu nên tôi phải rút trước khi để mọi chuyện đi quá xa thứ ba Nhan sắc tôi có thay đổi do từng dùng thuốc nhiều, răng tôi cũng hay bị tuột nước. Tôi cũng rất muốn đi chỉnh lại cho mọi thứ được xinh đẹp hơn, nhưng sức khỏe không cho phép và tôi đang cần thời gian để bản thân hồi phục hẳn thì tôi mới làm được. Thứ tư, dạo gần đây tôi rất hạn chế nhận những show phòng trà vì tôi biết nếu cứ lấy lý do sức khỏe ra để ảnh hưởng đến chất lượng của đêm nhạc. Đây cũng là điều tôi từng nói với anh Khanh là sẽ không muốn nhận thêm sau vì sợ ảnh hưởng. Tôi không muốn vì một lý do bất khả kháng là phải bắt người khác chịu đựng mình. Thứ năm, tôi cũng là con người cũng sẽ phải trải qua giai đoạn của cuộc sống sinh lão bệnh tử. Tôi không phải là thiên thần hay bậc thánh cao nhân nào. Tôi cũng không thể cố làm điều ngoài sức lực của tôi được. Sức tôi bây giờ trộm vía hôm nào khỏe thì hát rất sung rất hay. Hôm nào mệt thì chịu, có cố cũng không cưỡng cầu được. Vậy nên, mọi người nói đúng, tôi nên ở nhà dưỡng lại sức khỏe nhiều hơn, chăm sóc bản thân nhiều hơn, khi nào khỏe hẳn thì hãy tiếp tục. Nhưng nhà tôi không giàu, Tôi cũng không có cây đại thụ nào để ẩn nấp nên lâu lâu cho phép tôi đi chạy sâu nhẹ đủ tiền ăn cơm ba bữa, trả tiền thuê nhà, nuôi mấy đứa con là tôi vui rồi. Qua đây tôi cũng biết ơn và cảm ơn gia đình cỏ bốn lá đã cùng nhau đi chung một đoạn đường ta gọi là thanh xuân. Nhưng mà ai cũng có cuộc sống riêng, tôi hy vọng mọi người sẽ có được cuộc sống riêng của mình. Đừng mất thời gian vì tôi nhiều quá, tôi không ở mãi với các bạn được. Vậy nên điều tôi cần nói cũng đã nói rồi, tôi cũng sẽ không nói thêm lần nào nữa. Nếu mất đi một người nghệ sĩ tên nam em, các bạn vẫn còn quyên, quyên lập của các bạn. Hãy tự do thể hiện ước mơ của mình đằng sau tấm mặt nạ này, các bạn sẽ được tự do. Tôi cũng đã cống hiến 8 năm hết mình rồi, cũng mệt rồi. Phải nhường sân cho người khác thôi, không thể mãi đứng đây cản đường mọi người nữa. Lâu lâu ra trận đá cá cho đỡ ghiền, kiếm chút lưng bổng về hưu được rồi. Dòng chia sẻ của Nam Em đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng khiến ai cũng đồng cảm. Khán giả mong rằng cô luôn giữ được năng lượng tích cực, lạc quan và mong được thấy Nam Em tiếp tục trên các sân khấu. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.